Vâng, một chiếc xe mà có thể gọi là đẳng cấp của giới thượng lưu các bác ạ, là ước mơ của rất là nhiều người. Nhưng bây giờ thực sự với các bác là đã trong tầm tay của cũng là rất nhiều người rồi các bác ạ. Thực sự là thiết kế của nó thì là quá là đẹp luôn. Thiết kế quá đẹp. Một chiếc xe đây các bác nhìn này, một xe cũ nhưng mà so với xe mới thì nó cũng chả so với lại cái những cái thời điểm mà mua chiếc xe này thì chiếc xe này nó còn quá là đẹp theo năm tháng luôn các bác ạ. Chiếc xe cực mới trên thị trường luôn các bác nhé. Bác nào mà thích Mercedes, mà thích chơi Mercedes, mà thích siêu tầm đó thì đây chính là một chiếc xe mà để cho các bác nhà mình trải nghiệm rất là ok luôn các bác ạ. Con xe này thì nó đẹp chất ngất luôn các bác nhé. Nhiều bác thì sợ đi Mercedes đấy, nhưng mà các bác nhà mình đó là chưa am hiểu thôi các bác ạ. Còn những bác mà đã đi rồi thì các bác sẽ biết tất cả mọi cái mà chi phí bảo dưỡng của em nó đấy. Con này dòng này thì sợ nhất là cái bóng hơi thôi các bác ạ. Sợ nhất là cái bóng hơi thôi. Đó thì là trước bác nào mà không biết thì mua bóng hơi thì nó khá là, nếu mà các bác vào trong hãng thì đương nhiên rồi các bác ạ, nó phải tầm 80 triệu một quả đấy. Nhưng mà các bác mua ở bên ngoài, em Khương vẫn mua cho rất là nhiều bác. Em đã mua cho rất là nhiều bác rồi. Bóng hơi ở bên ngoài thì em chia sẻ một chút các bác nhé. Bác nào mà không biết mua đồ các bác có thể gọi cho em. Đó, em đặt cho các bác. Đấy. Bóng hơi bên ngoài thì nó sẽ có 3 loại các bác nhé. Một loại rất là cao cấp các bác ạ. Một loại cao cấp nhất luôn. Loại xịn đấy các bác ạ. Loại cao cấp là khoảng tầm 19-20 triệu các bác nhé. Còn một loại trung bình. Đấy, loại trung bình của nó là 9-10 triệu. Còn một loại mà rẻ nhất của nó là chỉ có 5 triệu một quả thôi các bác nhé. Đó, nên là các bác nhà mình yên tâm các bác chơi luôn. Bác nào không biết thì có thể gọi cho em đặt đồ các bác, đơn giản lắm. Vâng, thì xin đi vào đi vào chủ đề chính chiếc xe này. Con Mercedes này là một chiếc xe mà rất là đẹp các bác nhé. Xe này thì của một cái chị gái ở Hà Nội. Đó, có lái xe riêng cho nên là xe này là đi cũng rất là ít này các bác này. Xe này đi rất là ít luôn. Và đây các bác có thể nhìn cái form dáng của Mercedes này. Nó là quá là đẳng cấp rồi. Con này miễn bàn rồi các bác ạ. Mà để nếu mà kiếm một chiếc xe đẹp như này thì không có đâu các bác ạ. Này các bác nhìn này, cái xe nó rất là căng các bác nhé. Xe nó rất là căng. Con này của em nó lại được cái là con S300, cho nên là nó lại siêu lành và lại siêu tiết kiệm luôn. Đấy, vì sao em lại bảo nó siêu lành? Tại vì là động cơ của nó là có là 3.0 thôi các bác ạ. 3.0 V6 hút khí tự nhiên, cho nên là nó sẽ rất là lành các bác nhé. Chứ nó không như cái máy mà 5.4 các bác ạ. Đấy. Con S500 thì nó tốn xăng và nó sẽ không lành, nhưng con S300 thì nó lại cực lành. Nó lại như con Mercedes thôi các bác ạ. Nhưng mà các bác đi về độ sướng của nó thì Mercedes không có tuổi các bác nhé. Tại vì là nó dài, nó rộng. Đó. Khung gầm của nó rất là êm các bác nhé. Đây, các bác nhìn đây. Đó. Và với số tiền chưa tới 600 triệu các bác nhà mình đã sở hữu được con xe rất là đẹp này rồi, rất là đẳng cấp này rồi. Và giá trị sử dụng thì còn nguyên các bác nhé. Nó còn nguyên như thế nào thì đây em cho các bác xem này. Em cho các bác xem những cái đẹp của chiếc xe này nhé các bác nhé. Con này tất cả mọi cái thì là tình trạng xe nó đều rất là đẹp rồi. Từ cái dàn lốp nó cũng dàn này các bác về các bác đi 3 vạn nữa thì có phải thay gì thì mới phải thay các bác nhé. Dàn lốp thì rất là dày luôn. Đấy, một dàn luôn đấy các bác, một dàn luôn. Các bác phải đi 3-4 vạn nữa ấy. Đấy, thấp nhất là 3 vạn. Đấy, em cứ trừ hao đi. Cái lốp này của nó là một dàn là 2020-21. Đấy, mà chiếc xe đi rất là ít các bác nhé. Dàn này đi chắc chỉ được mấy nghìn thôi. Đấy, một dàn lốp này rất là mới. Em thì em rất thích cái thiết kế. Đấy, cái form dáng của Mercedes các bác ạ. Mercedes đời này thì là nó nhập nguyên chiếc từ Đức. Đấy, nhập nguyên chiếc từ Đức. Chứ không như đời bây giờ thì là toàn Việt Nam lắp ráp hết. Nhưng mà cái đời này là nhập nguyên chiếc từ Đức luôn này các bác này. Đấy, cho nên là chạy nó vẫn là khác biệt đấy các bác ạ. Vẫn là khác biệt luôn. Con xe rất là chất luôn. Đấy, bác nào mà thích trải nghiệm mà yêu cái đẹp thì các bác chơi con này cho em. Đó. Vâng. Con này của em là sản xuất 2009, model 10 anh ạ. Vâng. Đây. Đó, anh nhìn này. Trời ơi. Con này ra bao nhiêu đấy? Con này của em gần 600 anh ạ. Này các bác nhé. Em ở chỗ cầm cao đấy gì? Không ạ. Em là 470 Nguyễn Đăng Bằng, Hoàng Khương Auto. Loa Hakma Kalen này các bác này. Đó, chìa khóa zin là một đôi các bác nhá. Đề lỗ start top đây. Các bác này. Đây là 9 à? Đề lỗ start top này. Đây là 9 này. Vô lăng này các bác này.
À, các bác nhìn này, mới chưa? Con này mới chưa? À, các bác nhìn này, đây mới là những cái giá trị các bác nhé. Xe cũ các bác mà mua được những con như này thì thực sự nhà các bác chơi nó là sướng, cực sướng luôn. Đấy. Xe cũ nhưng mà lại được được hưởng toàn bộ giá trị của những chiếc những cái mà nó từ cái lúc mà bắt đầu các bác ạ. Tất cả mọi cái đây các bác nhìn đây. Đấy. Nhớ ba vị trí như ghế rồi các bác ở bên này nhưng các bác vẫn điều chỉnh được đây. Ở bên này nhưng các bác vẫn điều chỉnh được ghế bên kia nhé. Đây. Đây em cho các bác xem này. Vẫn điều chỉnh được ghế bên kia đấy. Các bác thấy nó tụt đằng sau chưa? Nó tụt đằng sau chưa? Đó. Ngả này, đấy, gập vào này. Đấy các bác nhé, ngả ra này. Đấy, xịn sò chưa? Đấy, và cái quan trọng này các bác nhìn cái ghế lái của nó đây. Xin thưa các bác cái ghế lái đây, các bác nhìn này. Đấy, vẫn còn căng đét này. Đấy. Vô lăng thì nguyên zin nguyên bản nhé. Vô lăng nguyên zin nguyên bản rất là mới luôn. Đây các bác này. Trước rất là nhiều tỷ các bác ạ. Nhưng bây giờ không còn tỷ nữa rồi. Tỷ là thành top rồi các bác ạ. Tỷ thành top rồi. Các bác nhà mình trải nghiệm được rồi. Đấy. Đấy các bác nhà mình. Đây các bác nhá. Này, tất cả các cái vân gỗ này. Đấy. Rất là mới luôn các bác nhé. Đây các bác này. Rất là mới luôn, từng các chi tiết tiểu tiết. Đấy. Tất cả các chi tiết tiểu tiết luôn. Con này thì âm thanh nó là đỉnh cao rồi. Đấy. À, âm thanh là đỉnh cao rồi. Con này của em nó bản full. Đấy, bản full S300. À, nhưng mà nó lại là cái bản full các bác nhé. Là bản full nó có cửa sổ lóc biết này. Đó, cửa sổ lóc đôi. Đấy, cửa sổ lóc đôi này. Đấy, rồi là màn hình phía sau này các bác nhé, màn hình phía sau. Đấy, cái màn hình của em là nó không bị gọi là ố nhức gì đâu các bác nhé. Đấy, lắm xe là cái đời này. Đấy, có thể màn hình nó sẽ bị ố rồi, nó sẽ bố ố nó loang rồi, nhưng con này nó không hề bị ố mới loang. Đấy, những cái chiếc xe chất thì nó họ đi ít thì sẽ là vậy các bác nhé. Đây ghế bên này các bác có thể ngả ra này. Đấy, trên những chuyến đi xa các bác có thể làm ra được gần như là rất là thoải, sẽ thoải mái các bác nhé, nó sẽ rất là thoải mái cho các bác. Đấy, từ những cái phần chi tiết này, đấy, này các bác nhìn này, đấy, bóng lừ luôn này, đấy, các chi tiết này vẫn còn nguyên như các bác nhé, đấy, không bị gãy gì các bác ạ, đấy, không bị gãy gì luôn. Các bác bỏ số tiền chưa bằng một chiếc xe Vios nhưng các bác nhà mình đã sở hữu được một mẫu sedan đỉnh cao rồi. Đấy, các bác ngồi con này nó cũng rất là êm ái luôn, cách âm cực tốt luôn. Bác nào mà kể cả không mua cũng được, các bác yêu xe các bác cứ qua em, các bác trải nghiệm biết thoải mái luôn. Đấy, em cho các bác nhà mình trải nghiệm để các bác thấy nó sướng như thế nào các bác nhé, chứ không cần phải các bác mua đâu ạ. Đấy, mua bán thì nó là cái duyên. Đấy, các bác nhà mình cứ yêu xe các bác đến tham quan mấy em là vui rồi. Các cái răng cái rước của nó đều rất là đẹp luôn, các chi tiết luôn. Cái này là khóa trẻ em, gạt lên là khóa ấy các bác ạ, khóa trẻ em. Rất là mới luôn các bác nhé. Nội thất con này thì những bác mà yêu xe các bác nhìn thì các bác mê luôn, tại vì là thực sự là nó rất là đẹp so với cái đời của nó. Rất là đẹp so với đời luôn. Em thì em chỉ thích cái đẹp thôi, em yêu cái đẹp nên là tất cả em mua là toàn những xe đẹp, toàn những xe siêu tầm hết. Tại vì là về những cái xe đẹp các bác để thì nó giống cái đồ cổ vậy, nó luôn luôn có giá trị, bán cho những người yêu cái đẹp, những người thích các bác. Đấy, cái xe cũ nó là vậy chứ, bán cho đúng người các bác ạ. Đấy, mà để lâu thì nó cũng chả ngại. Đấy, chứ còn cái xe sợ cái xe xấu xe lát thôi thì mới sợ thôi, chứ còn những cái xe đẹp thì nó luôn luôn có một cái giá trị nhất định các bác. Đây các bác nhìn đèn đóm này. Đấy, quá đẹp luôn các bác nhé. Đấy, con này là nó dán tem của S500 thôi. Đấy, bác chủ cũ dán tem của S500. Đấy, còn đâu nó là S300 các bác nhé. Đây các bác này, S300 với lại S500 là nó khác nhau ở khối động cơ thôi các bác. Bác nào thích chấm to, đấy, thích chấm to thì các bác đi S500. Đấy, còn bác nào mà thích đi nhẹ nhàng vừa vừa thì các bác đi S300. Đấy, nó vừa đủ, nó nhẹ nhàng. S500 thì các bác đi nó sẽ tốn xăng hơn, nó là đương nhiên rồi, chấm to mà các bác. Đây, các chi tiết này. Đấy. Cốp thì đương nhiên rồi, cốp điện các bác nhé. Và cái
từ những cái phần lỉ của nó đều rất là mới các bác ạ. Nhựa ấy này các bác này, nhựa ấy này rất là mới luôn. Cộp đây, con này có cả một cái lốp sơ cua riêng rất là to này các bác nhé, lốp sơ cua riêng, đồ đạc kích thước rất là đẹp. Cộp điện đó. Các bác nhìn cái form dáng con này thì không chê rồi. Con này từ cái lớp sơn của nó đều rất là đẹp luôn. Xe nó căng các bác. Xe cũ phải mua được những chiếc xe này, các bác đi thì nó sẽ rất là yên tâm. Em xin chia sẻ với các bác một chút nhé. Nhiều bác thì các bác mà đã am hiểu về xe thì không nói em gì rồi, nhưng lắm bác thì thực ra là cái đời các bác ạ, nhiều khi là cái xe cùng một cái form xe, đây em đang nói cùng một cái form xe, ví dụ cái form xe này của em thì nó có từ cuối 2009 đến 2012 đấy, nó mới hết đấy, nhưng mà lắm chiếc xe các bác mua đời 2012 nhưng mà chưa chắc đã đẹp vào những chiếc xe mà đời 2009 2010 đâu các bác ạ. Của bền tại người do các bác ấy sử dụng thôi. Đấy thì nhưng mà nhiều khi các bác mua những chiếc xe mà 09, 10 nhưng mà nó lại đẹp tương đương với những chiếc xe mà 11, 12 thậm chí nó còn đẹp hơn. Đó thì đó là một cái giá trị, đó là một cái lợi cho các bác. Các bác nhé, đó là một cái lợi cho các bác. Đấy, nên là cái xe cũ cùng một form thì là cái đời nó sẽ không còn quan trọng nữa đâu. Đấy, trừ khi nó khác form thì đương nhiên là một cái form nó chênh nhau hàng trăm triệu các bác ạ. Đó. Đây các bác này, ghế này. Đấy, cái xe cũ các bác cứ nhìn cho em những cái ghế, cái nội thất đấy, những cái mà vô lăng nội thất này đấy, rồi là những cái phần táp ly đấy, mọi cái nó cứ đều, nó đẹp, nó mới thì đương nhiên cái xe của các bác mà họ sẽ chạy ít các bác, kể cả từ cái máy móc các bác nhé, từ cái máy móc các bác nhìn nó đẹp, nó tươi là người ta chạy ít đấy, chứ còn các cái khác thì nó sẽ không quan trọng đâu các bác ạ. Đây các bác này, những cái khác từ cái thân vỏ mà nó mà bị va chạm mà đấy các bác thấy ấy, người ta phục hồi còn như mới các bác ạ. Đấy, nhiều bác đi mua xe cũ cứ nhìn cái nước sơn nó xước hay nó gì các cái là u rồi xước ấy, là các chị phụ nữ là đi mua rất hay thế đó nhưng mà không chịu để ý những cái chính đấy. Quan trọng cái xe cũ nó có đâm va tai nạn ngập nước hay không thôi các bác, còn đâu là cái sơn thì không tính các bác, sơn bỏ qua. Đây các bác này, con xe này thì nó rất là nhiều công nghệ hiện đại rồi, tất cả mọi cái là đầy đủ hết này. Đấy, đây rèm giếc này, rồi ngã giếc. Đấy, rồi con này thì âm thanh nó quá hay rồi các bác, âm thanh cực hay luôn. Đấy, các bác nhìn, nó mới như thế này cơ mà. Đấy, các bác nhìn này, mới như thế này mà các bác, tất cả mọi cái táp ly rồi cái trần giếc nó nhìn nó sướng đời lắm các bác ạ. Cái trần thì nhìn nó cực sướng luôn. Đấy, nó sáng các bác ạ, nó không bị rộp, không bị bong. Đấy, trần cực đẹp luôn đấy ạ. Vô lăng này các bác nhìn này, vô lăng zin nguyên bản của nó đây, các bác nhìn nó kinh khủng khiếp luôn. Ghế nước này, bên lái bên nước này mà các bác bỏ ra có đáng bao nhiêu đâu ạ. Em để các bác nhà mình chưa tới 600 triệu, các bác nhà mình đã sở hữu chiếc xe này rồi, giá tình yêu cho các bác luôn các bác ạ. Tất cả các cái đều rất là đẹp luôn các bác nhé. Này, mặt ca lăng này sáng choang này, đèn đóm này các bác này. Đấy, các bác nhìn đây, đèn pha, đèn phước này. Đấy, led căng luôn các bác nhé. Này, các bác nhìn này, trong veo luôn, led căng luôn. Đấy, xe của em mà không va chạm được đâu các bác nhé. Kính nghiếc tất cả các cái là nguyên hết luôn các bác ạ. Đấy, chứ chưa kính nào mà. Đây em giật cho bác xem cái máy nhá. Xem cái máy này. Đấy. Thực sự với các bác là cái xe cũ mà để kiếm một chiếc xe mà máy nó đẹp như này thì thực sự với các bác là rất là hiếm luôn các bác. Này, con này nó là máy động cơ có 3.0 thôi, hút khí tự nhiên đấy các bác ạ. Máy móc nó cực đẹp luôn. Cái máy nó rất là quan trọng các bác nhé. Cái xe cũ thì cái máy nó rất là quan trọng. Đấy. Máy đời này là phải êm các bác ạ. Máy là phải êm. Và tất cả những cái này là máy là nó phải khô các bác ạ. Đấy, này, thì các bác nhìn đây nhá. Đây các bác nhìn này.
máy nó rất là tươi các bác nhé, máy rất tươi. Đấy, con xe đây các bác nhìn này, từ cái mặt ốc này đấy, đều rất là đẹp các bác nhé, ốc này, ốc nhái này sáng này, bên trong kia cũng thế này, ốc nhái này rất đẹp luôn các bác nhé, đấy, mặt lạnh thế này đấy. Và từ những cái gioăng cái yếc của nó đây các bác nhìn này, từ những cái phần ống nước này đấy, tất cả các chi tiết này, này ống này này đấy, nó đều sáng nó đẹp, từ những cái đây chi tiết ở bên dưới kìa nó đều rất là sáng luôn các bác nhìn này, ốc kìa đấy. Con này xe của nó thì máy móc của nó rất là êm rồi các bác ạ. Máy móc con này cực êm luôn, máy móc cực êm, các chi tiết ống yếc rất đẹp. Đó, bên dưới đây các bác nhìn kìa, các chi tiết kìa, bên dưới này đấy, cổ bô cổ yếc này đấy, các bác nhìn có xe nào mà cổ bô nó sáng trưng này không, các bác nhìn đây cổ bô này đấy, sáng trưng luôn, tất cả mọi cái từ cái phần ống yếc đây đấy, xe đều rất là đẹp các bác nhé, nó tươi các bác ạ. Và đèn cũng thế này, đèn đóm này các bác nhỉ, các chi tiết này, đèn viền đèn yếc này đấy, đều nó đẹp này mà các bác. Đây bên này nữa này, các chi tiết này, đèn viền đèn yếc này, cái xe nó tươi các bác ạ. Chạy rất là êm luôn con này, này. Đây đấy, những cái lỉ cái liếc của nó đây đấy. Sướng nhất là cái khoang máy, cái động cơ của nó rất là sáng các bác ạ. Sáng nó đẹp đấy. Động cơ 3.0 rồi, nó quá lành rồi các bác ạ. Đấy. Cái động cơ 5 chấm đấy, thì là nó ấy thôi các bác ạ. Đấy. Còn cái động cơ 3 chấm này thì nó lại rất là lành các bác ạ. Lành mà lại tiết kiệm xăng. Đấy. À, các bác thấy đây, một chiếc xe gọi là thuộc của giới thượng lưu các bác ạ. Đấy. Mở nó, đấy em quay cho bác nhìn đấy. Nội thất đẹp, máy móc sáng đẹp. Đấy. Thân vỏ tất cả các cái nó còn long lanh như thế này. Nhưng mà sơ sơ là bác chủ như thế là mất rất là nhiều tiền rồi đúng không ạ? Và đương nhiên rồi, cái xe đó là cái tiêu sản đấy, các bác đã chơi nó là phải khấu hao lỗ theo 5 tháng rồi. Thì có nghĩa là khi mà một chiếc xe mà các bác ấy đi giữ gìn đó, thì các bác mua sau đấy, lại là người được hưởng cái quyền lợi mà nhiều nhất luôn đấy, là được người được hưởng nhiều nhất, khấu hao hết rồi nhưng các bác đi thì là các bác lại được trải nghiệm một chiếc xe mà tình trạng còn không kém thua kém gì như những cái năm tháng họ mới mua các bác ạ. Vâng, thì vừa rồi em Khương đã giới thiệu cho bác nhà mình rất là chi tiết một chiếc xe Mercedes 300 sản xuất 2009, model 2010 các bác nhé. Model 2010 thì các bác nhìn là cái máy nó thế hệ mới rồi các bác nhé, máy thế hệ mới này. Đó, máy thế hệ mới, rồi là đèn thế hệ mới các bác nhé, đèn thế hệ mới, đèn đóm thế hệ mới, cái quan trọng là máy của nó cũng thế hệ mới rồi các bác nhé. Rồi từ cái option nội thất là cửa sổ trời lóc đôi toàn cảnh. Đấy, con này của em thì nó cũng bản full rồi các bác ạ, màn hình màn yếc phía sau rồi. Đấy, cửa sổ lóc đôi rồi. Đấy, rồi là ghế thì là điều chỉnh hạng thương gia rồi các bác nhé. Vâng, thì bác nào mà quan tâm yêu thích thì alo cho em Khương để trải nghiệm chiếc xe mà quá là đỉnh này các bác ạ. Con này thì các bác đi thì nó là VIP rồi. Đấy, thì bác nào yêu thích thì alo cho em các bác nhé. Xin cảm ơn các bác nhà mình đã theo dõi hết clip của em. Xin chào tạm biệt các bác ạ.